Chào các bạn, mình là Napwe Billy Creative. Hôm nay mình sẽ làm một cái video hướng dẫn cho các bạn về cách tạo nên effect VHS. Thì VHS là cái tên của băng đĩa ghi hình thời năm 70-80. Thì cái băng đĩa này, tại sao mà cái effect này lại được nhiều người quan tâm như thế, là tại vì cái phước màu cổ kính của nó và cái gain, cái phần chất phim nó nát, nó khá là mang lại cái cảm xúc của những năm 70-90, những cái sự cổ kính. Thì những cái video mình đang chiếu ở đây thì hầu như đều là làm lại bằng cái effect VHS hết, và không có cái video nào là được quay từ ngày xưa cả. Vâng, các bạn thấy thì nó mang lại cái feel rất là cổ kính cho video. Mình sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn. Ok, mình có một cái video ở đây là một cái footage mình vừa cắt ra từ MV của The Crown. Và đây là mình đã sử dụng cái effect đấy để làm cho cái video này nó trông cổ kính, trông nó mang cái sắc của cái đĩa phim VHS này. Ok, thì mình sẽ đi vào hướng dẫn luôn. Cái điều đầu tiên thì là bạn phải có Final Cut. Thì Final Cut Pro mình có ở đây là một cái clip, một cái đoạn cắt clip sẵn ở trong cái MV, thì là nó sử dụng cái effect đấy, nó đã sử dụng cái effect đấy rồi. Thì đây là cái đoạn original, đây là cái đoạn mình đã sử dụng rồi này, mình đã làm lại effect rồi này. Đó, mình bắt chiếc lại cho nó giống cái đoạn stock, cái đoạn original trong MV. Còn đây là cái đoạn mà y hệt cái đoạn mình làm lại nhưng mà mình chưa dùng effect, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn trên cái đoạn này. Đây, đây là cái đoạn gốc của MV nhá. Đây là cái đoạn mình vừa làm lại và đây là cái đoạn mình sẽ hướng dẫn các bạn. Ok, bắt đầu luôn. Thì đầu tiên là bạn phải tìm cái thanh effect và bạn sẽ tìm cho mình cái effect đầu tiên là noise. Bạn có thể ghi vào phần search là add noise và bạn click vào đấy, hai click. Ok, so bước đầu tiên thì bạn sẽ set cái blend mode về color dodge. Sau đó cái type thì bạn sẽ chuyển về mình xem lại cái video trước để xem mình chỉnh nó là cái gì nhỉ. À đúng rồi, Gaussian noise. Ok, sau bạn sẽ chuyển cái type về Gaussian noise. Mình không biết đọc nào cho nó chuẩn. Gaussian noise. Và ok, amount thì bạn set nó vào 0.33. Thì đây là cái mình set cho nó vừa phải, cho nó giống cái footage của cái MV thôi. Còn set bao nhiêu thì tùy bạn. Opacity thì vẫn là 100 nhá. Và tiếp theo cái effect đó là Bad TV. Thì bạn có thể search hoặc là bạn tìm cái effect ở trên thanh effect Bad TV. Bạn có thể kéo vào cái video mình đang chỉnh hoặc là hai click. Ok, so với cái effect này thì bạn hãy để cũng để Gaussian noise và amount thì bạn hãy để vào khoảng 9.73, nó vừa phải thôi, nó không bị quá lên nhiều. Static blend mode thì bạn hãy chuyển về soft light. Cái soft light này thì nó làm cho ánh sáng nó mịn và nó không bị quá gắt, quá chói, nó không bị contrast quá cao. Và tiếp theo là bây giờ mình sẽ add some adjustment. Cái đầu tiên sẽ là color. Thì cái color này thì là mình chỉnh cho nó giống cái footage thôi, chứ không hẳn là bạn phải theo sát. Vì cái VHS này thì nó có rất là nhiều hệ màu, cho nên là bạn không cần phải theo cho nó giống. Nhưng mà thường thì VHS nó lúc nào nó cũng là cái tông màu hơi lạnh, nhưng nó không bị quá lạnh mà nó sẽ có một chút ám đỏ và một chút ám vàng, ám cam. Thì mình đang kéo cái shadow về cái phần đỏ để cho nó có một cái chút ám đỏ gì đó. Và mình kéo hết cái middle và highlight về phần xanh, xanh nước biển. Cái phần xanh đấy nó sẽ nằm giữa xanh lá cây và xanh nước biển. Rõ là cái xanh gì.
nó gọi là xanh, I don't know. Kệ đi, bạn không cần phải bắt chước cho nó thật giống đâu, nhưng mà cái tiêu chuẩn của cái màu cho nó giống cái phút tết thôi. Ok, trông cũng khá giống rồi đấy. Ok, tiếp theo sẽ là saturations. Thì bạn sẽ lúc đầu là kéo global lên này vào khoảng 20 thôi. Giảm cái shadow xuống khoảng 18-19, tăng cái middle khoảng 30, rồi giảm highlight xuống là 29 hoặc 30. Thì cái highlight để nó làm mịn ánh sáng. Sau đó là đến expose, bạn giảm cái global xuống vào khoảng 23, tăng shadow lên vào khoảng 26. Giảm cái middle xuống vào cái midtone ấy mà, nó vào khoảng 13 thôi. Và highlight thì là khoảng 23. Căn cho nó sao nhìn nó giống như mình căn là được rồi, không quan trọng là phải chuẩn phần trăm đâu. Tại vì thường thì mình đi theo cái phần trăm này là để cho nó, mình phải dựa vào cái video mình quay nữa, không hẳn là mình cứ chỉnh giống là nó ra cái effect nó giống đâu. Nhưng mà cái sơ đồ thì nó vẫn phải na ná như thế này, lên lên xuống 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 rồi đấy. Ok, sau đó một cái quan trọng nữa của cái effect này là cái video lúc nào nó cũng vào dạng vuông, thì bạn có thể là làm xong, bạn chỉnh màu xong là bạn có thể crop, hoặc là bạn trước khi kéo cái video vào thanh chỉnh thì bạn hãy set cái khổ cho nó là cái khổ vuông. Thì đây là mình đang crop lại cho nó giống giống cái hình vuông một chút, nhìn cho nó cổ. Thì phim ngày xưa TV thì nó toàn là TV màn hình vuông, màn hình tròn mà, cho nên là cái đĩa thì nó cũng như thế. Đó, cái effect mình vừa làm đây, cái footage có sẵn đây. Thì tại sao mà cái footage của Deground nhìn nó khác mà nhìn nó cổ hơn như vậy, là vì nó được dùng cái effect mất tiền của Red Giant. Cái effect mất tiền thì nhìn nó thật cái effect hơn, nhìn nó cổ hơn hẳn. Còn đây là mình chỉ đang cố gắng làm lại bằng những cái effect free thôi. Và bước cuối cùng là bước export. Thì bước export này thì bạn hãy set cái chất lượng cho nó cũ một chút, chất lượng thấp một chút. Thấp đi cũng phải khoảng 480 đi. Thì để cho cái chất lượng video nó bị giảm xuống. Thì chất lượng video càng giảm thì cái nét của video nó càng vỡ ra, và nó càng rõ những cái chi tiết điện tử hỏng ấy, chi tiết màu nó vỡ, nó lên hình rồi nhìn nó sẽ rất là cổ, đúng những cái thước phim cổ luôn. Nếu mà nét quá thì nó sẽ bị mang cái digital quá cao ấy, thì nhìn nó sẽ không phát hiện ra đây là video cổ, mà nó sẽ như kiểu là người ta sẽ biết đây là video được làm effect lại. Thì đây là mình vừa làm một cái video demo mình up lên YouTube để private, thì mình để nó vào khoảng 480 thôi. Thì các bạn thấy có thể những cái nét vỡ nó rất là, nó nhìn nó lỗi nhưng nó lại là có chủ ý, nhìn nó rất là chuẩn, những cái footage giống như VHS luôn. Còn đây là cái cuối cùng mà mình muốn cho các bạn biết, đó là cái VHS effect của Red Giant. Thì cái effect này là một cái effect mất tiền, được Red Giant làm rồi, được những kỹ sư chuyên gia của video làm sẵn rồi. Bạn chỉ cần mua về, ấn một nút mua về, sau đó cài vào Premiere hoặc là Final Cut thôi, sau đó là dùng luôn, không cần phải chỉnh sửa gì nhiều. Thì dưới này là những lựa chọn của cái effect đấy khi mà bạn mua về. Nó cũng có khá nhiều lựa chọn thì bạn có thể thay đổi, chứ không nhất thiết là chỉ một cái mask thôi. Đây, cứ đào về rồi cài vào và bấm và chọn thôi. Ok, vậy đây là tất cả những cái gì mình biết về cái effect VFX này, và mình đã vừa mới giới thiệu qua cho bạn tất cả các cái bước làm. Và rất mong các bạn xem video, và nếu các bạn cảm thấy hay và có ích thì các bạn hãy like và subscribe trang của mình để theo dõi nhiều video mới hơn. Và đây cũng là cái channel mới của mình, thì mình rất mong các bạn xem và để lại feedback. Thì mình cần biết được cái video của mình nó chất lượng nó như thế nào, thì mình cũng cố gắng, mình sẽ cố gắng để ra những video chất lượng tốt hơn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Thanks.